Sữa rửa mặt Hato Mugi xài cực kỳ hiệu quả và thích lắm, được nhiều chị em tin mua nên hàng giả nhái rất nhiều. Mà hàng giả lại giống y chang như hàng thật, nên nhiều chị em mua nhầm phải hàng giả nhiều lắm. Vì thế mà nhiều người cứ thắc mắc, sao ai xài cũng đẹp da cũng hiệu quả, mà mình xài ngày càng xấu lại còn nổi nhiều mụn nữa. Nhiều khi muốn làm đẹp mà lại xấu hơn, do mua nhầm phải hàng giả khiến nhiều người hối hận tiếc nuối vô cùng. Trong video này Shop giúp bạn trẻ đẹp sẽ chỉ cho bạn cách phân biệt sữa rửa mặt Hato Mugi thật giả, để bạn biết cách mua hàng chính hãng nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Sau đây là những cách phân biệt sữa rửa mặt Hato Mugi thật giả mới nhất, bạn nhớ xem kỹ để biết cách mà mua đúng hàng chính hãng. Mình sẽ nói ngắn gọn những điểm khác biệt rõ ràng và dễ nhận thấy nhất để không làm mất thời gian của bạn nhé. Sự khác nhau dễ nhận biết là ở mặt trước, bạn hãy để ý chỗ dòng chữ tiếng Nhật ở trên này. Sự khác nhau dễ nhìn thấy là chúng có màu sắc khác nhau, hàng giả bên trái có chữ màu tím hơi xanh. Còn hàng thật bên phải có chữ màu xanh. Bạn hãy nhìn thật kỹ sẽ thấy được màu chữ khác nhau, nếu có hai tuyết hàng thật và giả để cạnh nhau bạn sẽ thấy được chúng có màu khác nhau sự khác nhau tiếp theo chính là hình ảnh cành hoa ý dĩ này bạn hãy để ý màu sắc của chúng nhé ở hàng giả bên tay trái thân và cành hoa của màu hơi tím hơn còn màu xanh của lá thì có vẻ sáng hơn còn ở hàng thật bên tay phải thân cành hoa màu xanh còn lá màu xanh nhạt hơn bạn hãy nhìn kỹ lại một lần nữa sẽ thấy màu sắc có sự khác nhau khá rõ nếu có cả hai loại hàng thật và giả thì bạn dễ nhìn thấy được chứ chỉ có một mẫu thật hoặc giả thì khó mà phân biệt được ở phần chữ Hato Mugi này bạn cũng thấy màu chữ nó cũng khác nhau, chữ của hàng thật bên phải có vẻ đậm và sắc nét hơn. Và một chỗ khác nhau bạn có thể phân biệt nữa chính là ở phần nắp tuyết kem, nắp của hàng giả bên trái có màu hơi xanh hơn. Còn nắp của hàng thật bên phải thì là màu xanh tím. Còn ở mặt sau của tuyết kem, hàng giả có chữ được in mờ và nhòe hơn hàng thật. Bạn cũng sẽ thấy được màu sắc chỗ này nó khác nhau. Bạn để ý màu sắc để mua đúng hàng chính hãng màu chỗ phần mã quy giờ này cũng khác nhau, của hàng thật màu xanh, còn hàng giả bên trái thì hơi tím và được in đậm hơn. Đó là những sự khác nhau mà bạn có thể phân biệt được giữa hàng thật và hàng giả sữa rửa mặt Hato Mugi. Sữa rửa mặt này hàng nhái họ làm tinh vi gần giống y chang, như hàng thật nên đã có rất nhiều người mua nhầm. Hậu quả của việc dùng phải hàng giả là vô cùng đáng lo ngại, vì đã có nhiều người da bị sạm đen, khô ráp, họ chữa trị mãi mà vẫn chưa thể lấy lại được làn da cũ. Nên rất mong bạn xem kỹ video này để không mua nhầm phải hàng giả nhái trên thị trường nhé.